Namaste, chào mừng các bạn quay trở lại và cùng tập luyện với Linh trong bài tập yoga giảm cân hôm nay. Và bài tập hôm nay chúng ta cùng nhau thực hiện đó là bài tập giúp cho bắp chân của chúng ta được thon gọn hơn. Bắp chân to nó là nỗi khổ của rất nhiều chị em phụ nữ, nó là khuyết điểm và rất khó để chị em chúng ta lựa chọn trang phục. Hiểu được điều đó cho nên là hôm nay Linh chia sẻ cho các bạn những động tác yoga giúp cho bắp chân của chúng ta được săn chắc hơn và mạnh khỏe hơn. Đặc biệt nó còn tác động vào vùng mông, đùi của chúng ta, giúp cho vùng mông được căng tròn hơn. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào bài tập ngay bây giờ ha. Đầu tiên thì mình sẽ ngồi hít thở. Hãy lựa chọn ở tư thế thoải mái nhất, luôn giữ cho vùng lưng thẳng. Sau đó nhắm nhẹ mắt lại và dùng toàn bộ ý thức của mình để quan sát, lắng nghe và cảm nhận hơi thở. Hít vào thật sâu, phình bụng lên. Thở ra, xẹp bụng lại. Hít sâu, phình bụng lên. Thở ra, xẹp bụng lại. Hít vào, căng tròn bụng mạnh hơn. Chậm rãi thở ra. Hít sâu, quan sát khí vào cơ thể của mình thật sâu. Thở ra, cảm nhận khí đi ra bên ngoài. Hít vào, căng phình bụng mạnh hơn. Thở ra thật chậm. Hít sâu, căng phình bụng lên tối đa. Thở ra, rút mạnh cơ bụng lại. Tiếp tục duy trì hơi hít thở bằng cơ bụng. Thả lỏng toàn bộ vùng vai, gương mặt, cổ. Hãy lắng nghe và cảm nhận hơi thở. Loại bỏ hết suy nghĩ và tạp âm ra bên ngoài. Chậm rãi đưa ý thức quay trở về và mở đôi mắt ra. Hít vào thật sâu, vươn hai cánh tay lên cao, chắp tay ở trên cao, siết mạnh vùng bụng của mình lại, vươn dài lưng, cổ và đốt sống lên, giữ lại. 5, tập trung hơi thở. 4, 3, 2, 1, thở ra, thả lỏng tay xuống. Rồi hai chân chúng ta duỗi dài về phía trước. Luôn giữ cho vùng lưng của mình thẳng, đốt sống cổ, hai tay vươn lên thật cao, hít sâu. Đạp mạnh gót chân, gập hông về phía trước. Nếu được tay nắm vào mũi chân, kéo ngược mũi chân về vai của mình. Thẳng dần hai đầu gối và gập vai sâu vừa đủ. Hít vào, vươn hai cánh tay lên cao, mũi chân duỗi. Hai tay dang ngang, xoay khớp vai mở ngực. Lưng đổ nhẹ ra sau, ưỡn ngực và cầm hướng lên trần nhà. Tay đưa mạnh ra phía sau, quan sát cơ bụng. Hít sâu, vươn tay lên cao. Thở ra, gập hông, đạp mạnh gót, siết chặt phần bắp chân và cơ đùi sau lại. Hít, vươn tay lên cao. Thở, mũi chân duỗi, mở ngực, vươn cổ. Hít, vươn tay lên, đạp gót mạnh. Lần cuối trường dài lưng và gập hông sâu xuống tối đa. Kéo mạnh mũi chân về vai của mình, thẳng dần đầu gối. Siết mạnh cơ bụng dưới và tập trung vào hơi thở. 5 4 3 2 1 Hai tay vươn cao, hít sâu, mũi chân duỗi mạnh. Thở, tay dang ngang, mở ngực, vươn cổ và cầm hướng lên. Siết chặt phần bụng của mình lại. Giữ, tập trung vào hơi thở. 5 4 3 2 1
hít đạp gót, vươn hai tay lên cao. Thở ra, nâng chân phải của mình lên mũi chân duỗi, tay trái vươn về phía trước và tay phải vươn ra sau, tập trung quan sát vùng đùi, bắp chân. Giữ lại. 3 2 1 Hạ chân xuống, vươn tay lên cao, hít. Đổi bên, nâng chân trái, thở, vặn lưng sang trái. Chị nào chưa tốt tay có thể nắm vào chân của mình. Nằm, hít thở sau. 4 3 2 1 Hạ chân xuống, tay vươn cao, hít sâu. Thở lần thứ hai, chưa tốt có thể nắm vào mũi chân duỗi, ở ngực thẳng lưng, vươn tay ra sau hoặc chạm xuống sàn. Vặn hết toàn bộ đốt sống lưng và cổ ra sau. 4 3 2 1 Hạ chân xuống, tay lên cao, hít đạp gót. Thở, đổi bên. Vặn lưng và hít thở sau. 5 4 3 2 1 Hạ chân xuống, tay lên cao, hít. Lần cuối cùng. Thở ra, vặn lưng. Giữ lại. 5 4 3 2 1 Hạ chân, đạp gót, tay lên cao, hít. Đổi bên, nửa nhịp cuối, thở. Giữ lại. 5 4 3 2 1 Hạ chân xuống, tay lên cao, hít sâu. Thở ra, hạ tay xuống. Rồi, chúng ta sẽ nâng người và đứng lên thẳng. Đầu tiên đứng lên đầu thảm của mình với hai bàn chân mở rộng bằng vai. Luôn luôn giữ cho vùng lưng thẳng, xương cột hạ xuống sàn, siết chặt phần bụng dưới của mình lại. Hai tay vươn lên thật cao, hít sâu. Nhón cao hai gót chân của mình lên tối đa. Thở ra, hạ tay về phía trước, mông đổ nhẹ ra sau, nâng mũi chân của mình nhẹ lên khỏi sàn. Hít, vươn tay lên cao, nhón gót. Thở, hạ gót tay về phía trước, đổ vai, nhấc mũi chân và lên lần cuối. Giữ lại ở đây, hít thở sâu. 5 4 3 2 1 Hạ gót, đổ mông ra sau, nâng cao mũi chân phải, đổ mông nhẹ ra sau, mắt nhìn xuống sàn, siết chặt bụng dưới. Giữ. 5 4 3 2 1 Tay lên cao, hít, nhón gót. Thở ra, hạ gót, nâng mũi chân trái. Rồi giữ lại. 5 4 3 2 1 Hai tay vươn cao, hít sâu. Thở ra, tay xuôi theo thân của mình, hướng mũi tươi tay mạnh xuống sàn, ở ngực vươn cổ và cầm hướng nhẹ lên, giữ lại ở đây. 5 4 3 2 1 Hạ gót thật chậm, hai tay vươn cao, hít sâu. Chùm gối vuông góc. Chú ý đầu gối đẩy mạnh ra phía sau, sao cho vùng bắp chân của mình vuông góc với sàn nhà. Siết mạnh vùng bụng và hạ mông sâu hơn nữa. Sau đó siết bụng dưới, tay nâng cao lên bàn tay và vai lưng của mình 45 độ với mặt phẳng sàn. Nhấc 10 đầu ngón chân lên nếu tốt. Rồi chị nào tốt hơn nữa, mình nhấc cái gót lên thì nó sẽ vào cái bắp chân của mình nhiều hơn. Siết mạnh vùng bụng dưới lại, mông hạ sâu hơn sẽ vào đùi sau và cơ mông của mình. Giữ lại ở đây. Chị nào không thoải mái vùng tay, tay có thể dang ngang hoặc xuôi theo thân. Giữ lại. 5 Hít thở thật chậm, sâu và đều. 4 3 2 1 Hạ gót, hai tay vươn lên cao, hít sâu. Thở gập hông về phía trước, hai tay chạm sàn. Chị nào chưa tốt có thể khuỵu nhẹ đầu gối, tốt hơn thẳng chân của mình ra, ở ngực vươn cổ, mắt nhìn về phía trước và nhấc 10 đầu ngón chân, đồng thời nhấc mũi chân lên khỏi sàn. Giữ lại.
nằm. Bốn, ba, hai, một. Hạ mũi chân trùng gối, hít hai tay ra ngang, thở lên chiếc ghế lần thứ hai, trùng sau gối, mông đẩy ra sau và nhấc gót lên nếu tốt. Tay có ba vị trí đặt, mình đặt ở vị trí nào mình cảm thấy thoải mái nhất. Giữ lại. 5 4 3 2 1 Hạ gót, tay lên cao, hít, đứng thẳng người lên. Thở, gập hông, tay chạm sàn. Quỵ nhảy gối hoặc thẳng chân nếu tốt và nhấc hẳn mũi chân lên khỏi sàn. Mũi chân hướng về đầu. Giữ lại. 5 4 3 2 1 Hạ mũi chân, hít, hai tay dang ngang. Lần cuối cùng lên từ cái chiếc ghế, thở, mông sâu, tay vươn cao. Rồi, và nhấc gót lên, nếu tốt. Giữ lại, tập trung hít thở thật sâu, quan sát, siết chặt vùng bắp chân, cơ đùi của mình lại. Siết mạnh vùng bụng dưới, vai tay vươn dài. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở chậm. Hít sâu. Thở ra. Hạ gót, hít, đứng thẳng người, vươn hai tay lên cao. Gập hông xuống, thở, tay chạm sàn. Rồi, thẳng dần hai đầu gối và nâng mũi chân lên. Giữ lại vừa đủ so với sức của mình ở ngực. Hít thở. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở. Hít sâu hơn. Thở ra. Hạ chân xuống, hít, vươn hai tay ra ngang. Thở, hai tay lên cao, đứng thẳng người lên. Tay đang phía sau, vai đổ, mở ngực, vươn cổ. Và nếu tốt hơn nữa, nâng nhẹ gót chân lên khỏi sàn. Tập trung giữ thăng bằng. 5 4 3 2 1 Hạ gót, hít, vươn tay lên cao. Thở, hạ tay xuống. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang động tác tiếp theo. Hai chân tách rộng. Và chúng ta sẽ di chuyển linh hoạt khớp gối, bắp chân của mình. Mũi chân mở một góc 45 độ. Hai tay vươn lên cao, hít sâu. Thở, tay chắp trước ngực. Rồi, chung đầu gối chân phải, quồn góc. Chị nào tốt nhấc gót chân lên và gập cái hông của mình về phía trước. Ở tư thế này sẽ vào bắp chân, cơ đùi và vùng mông của mình ha. Ở tư thế này vừa mở được vùng hông, siết chặt bụng dưới sẽ vào cơ bụng. Tay lưng vươn dài. Ở đây bước 1, bước 2 tay dang ngang. Bước 3 tay có thể vươn dài về phía trước, nó sẽ nặng vùng bụng của mình hơn, cho nên cố gắng siết mạnh phần bụng lại. Rồi, hạ gót tay trước ngực. Hít sâu. Đổi bên, thở, nhấc gót chân lên nếu tốt, không thì chùm gối và gập hông sâu xuống. Và nhấc gót lên thì nó sẽ vào bắp chân của mình nhiều hơn. Hít thở sâu và chậm, tay có 3 vị trí. Mình làm ở vị trí nào mà cơ thể của mình cho phép mình làm. Tay vươn dài nếu tốt. 1 Rồi nhẹ nhàng hạ gót, tay chắp trước ngực, hít, nhấc vai. Thở ra, đổi bên, chùm gối phải, nhấc gót phải, tay vươn dài nếu tốt. Giữ lại. 5 4 3 2 1 Hít, tay chắp trước ngực, nhấc hông lên. Thở ra, đổi bên, chùm gối, gập vai và tay vươn dài nếu tốt. Giữ lại, hít thở sâu. 5 4 3 2 1 Hít,
tay chắp trước ngực, nhấc không lên. Thở ra, tiếp tục trùng mũi phải, gập vai và lưng, tay vươn dài nếu tốt, giữ lại. 5 4 3 2 1 Tay trước ngực hít vào, nhấc hồng. Đổi bên, thở, trùng mũi trái, gập vai và tay vươn dài, giữ lại. Nằm hít thở sâu. 4 3 2 1 Tay trước ngực hít, nhấc hông lên. Thở ra, gập lưng về phía trước, tay phải chạm sàn. Vươn tay trái lên cao để vặn cái lưng của mình, mắt nhìn theo tay. Luôn luôn giữ cho vùng hông ở chỉnh diện, đừng lật hông và nghiêng hông. Tốt hơn nữa, tay trái bám vào đùi phải, siết bụng và lật vai cao hơn nữa. Giữ lại ở đây, hít thở sâu. 5 4 3 2 1 Hít vào, hạ tay trái. Thở ra, vươn tay phải, đổi bên. Mắt nhìn theo tay, hoặc nhìn lên trần nhà, tay phải bám vào đùi trái, lật vai mạnh hơn. Giữ lại. 5 4 3 2 1 Hít vào, hạ tay xuống. Thở ra, lần cuối cùng, vươn tay trái, hoặc bám vào đùi phải. Giữ lại. 5 Nhớ siết bụng. 4 3 2 1 Hít, trả về chính diện. Đổi bên, nửa nhịp còn lại, vươn tay phải thở, hoặc tay bám vào đùi. Giữ lại. 5 4 3 2 1 Hít vào, hạ tay xuống, chung đầu gối, cuộn lưng, vươn hai tay lên cao, đứng thẳng người lên. Thở, tay chắp trước ngực, và chúng ta sẽ thực hiện lại động tác lúc nãy một lần nữa. Chung đầu gối chân phải, gập vai và lưng về phía trước, nhấc gót chân lên nếu tốt, giữ lại ở đây. Tay có 3 vị trí, đặt theo vị trí nào mà cơ thể của mình cho phép. Nằm hít thở sâu. 4 3 2 1 Hít vào, nhấc vai, thẳng gối. Thở ra, đổi bên, chung gối, gập hông, rồi giữ lại. 5 4 3 2 1 Hít vào, nhấc vai, thẳng gối. Thở ra, đổi bên, chùm gối phải và gập hông sâu hơn nữa, nhấc cao gót chân hơn, tay ở vị trí thứ hai, rồi giữ lại, hít thở sâu. Nằm siết mọt bụng dưới, quan sát toàn bộ cơ đùi, bắp chân, vùng mông của mình. 4 3 2 1 Hít vào, nhấc vai, tay trước ngực, thẳng chân. Thở ra, đổi bên, gập hông, hạ mông, tay dang ngang và nhấc gót. Giữ lại. 5 4 3 2 1 Hít, hạ gót, nhấc vai, tay chắp trước ngực, thẳng chân. Và lần cuối cùng, thở, trùng mũi phải, gập hông sâu, tay vươn dài nếu tốt. Giữ lại. 5 4 3 2 1 Hít, tay chắp trước ngực, nhấc hông. Nửa nhịp cuối, thở ra và tay vươn dài nếu tốt. Giữ lại. 5 4
3 2 1 Tay trước ngực, hít nhấc hông, nâng vai. Thở ra, gập hông, tay trái chạm sàn. Vươn tay phải lên cao, vặn lưng, mắt nhìn theo tay. Nếu tốt, tay ôm vào đùi trái và lật vai sâu hơn. Giữ lại. 5 Cố gắng hít thở sâu bằng cơ bụng của mình. 4 3 2 1 Hít vào, hạ tay phải. Đổi bên, tay trái thở ra. Và giữ lại. 5 4 3 2 1 Hít sâu, hạ tay. Thở ra lần nữa. Tay phải vươn cao và vặn lưng. Giữ lại. 5 4 3 2 1 Hít, hạ tay. Thở nửa nhịp cuối trái về. Giữ lại. 5 4 3 2 1 Hít, hạ tay. Chùm gối cuộn lưng lên thật chậm, hai tay vươn cao, hít sâu. Thở ra, tay trước ngực. Rồi thu chân lại, đóng mũi chân và thu chân về. Sau đó đứng lên đầu thảm, với hai chân mở rộng bằng hông của mình. Hai tay vươn cao, hít sâu, động tác tiếp theo. Thở ra, hai tay chắp trước ngực hoặc dang ngang. Bước thật dài, chân phải ra phía sau. Ở tư thế chiến binh, giữ cho đầu gối vuông góc, nhấc gót chân sau cao lên. Chùm sâu gối trước vừa đủ. Chị nào tốt hơn, nhấc gót chân trước lên, hạ mông sâu hơn nữa. Giữ lại ở đây. Tay dang ngang hoặc chắp trước ngực. 5 4 Cố gắng tập trung siết mạnh cơ đùi, bắp chân, đạp thẳng đầu gối chân phải ra sau. 2 1 Hạ gót trái, tay lên cao, hít vào thật sâu. Thở ra, rút chân phải lên và đổi bên. Tay lên cao, hít. Hai tay chắp trước ngực và bước dài chân trái ra sau. Tư thế chiến binh. Chùm sâu gối, thẳng gối sau và nhấc gối trước. Đạp mạnh cái gót chân trái ra phía sau. Siết mạnh bụng dưới, ở ngực mở lưng và vai lên. Nằm hít thở chậm. 4 3 2 1 Hạ gót, hít, vươn tay lên cao. Nhấc chân lên, tay trước ngực, thở ra. Và chúng ta sẽ thực hiện một lần nữa, nhưng sau đó sẽ đổi tiếp tư thế tiếp theo. Hít, vươn tay lên cao. Tay trước ngực hoặc dang ngang, bước dài chân và trái ra phía sau. Rồi quan sát vừa đủ, nhấc gót chân sau và chùm cái đầu gối chân của mình vuông góc. Hạ đầu gối trái thấp xuống cách sàn 5cm. Giữ lại ở đây, quan sát. Tay có thể dang ngang giữ thăng bằng sẽ tốt hơn. Chị nào tốt hơn nữa, nhấc nhẹ gót chân trước lên. Rồi cố gắng tập trung toàn bộ phần thân dưới của mình. Hít thở chậm, sâu và dài. 5 4 3 2 1 Hít, đứng thẳng người, thẳng hai chân, vươn tay lên cao. Thở, gập hông về phía trước, tay chạm sàn. Rồi hai tay chạm sàn trước mũi chân của mình, tay mở rộng bằng vai. Thẳng dần đầu gối chân phải ra. Nếu tốt hơn nữa, nâng mũi chân phải lên khỏi sàn. Và gập hông sâu xuống tối đa so với sức của mình. Giữ lại. 5 4
3 2 1 Hạ mũi chân, nhấc vai lên, hít vào, chùm đầu mũi chân phải, vươn hai cánh tay lên cao và thực hiện lần thứ hai. Thở, tay dang ngang hoặc chắp trước ngực, chùm đầu mũi chân trái vuông góc. Rồi, quan sát. Tốt hơn, nhấc gót chân trước lên. Toàn bộ lực sẽ nằm trên bắp chân, bắp đùi và cơ mông của mình rất nhiều. Siết mạnh vùng bụng dưới lại để tư thế vực vững chắc hơn. 4 3 2 1 Hít, vươn tay thẳng chân lên. Thở, gập hông tay chạm sàn. Rồi, tốt hơn nữa, nhấc mũi chân lên khỏi sàn, thẳng dần đầu gối phải và tốt, gập vai sâu xuống tối đa. Giữ lại. Nằm. Tiếp tục quan sát hơi thở khi giữ được thế. 4 3 2 1 Chùm gối phải. Một lần cuối cùng, hít vào, vươn hai tay lên cao. Tay chắp trước ngực hoặc dang ngang, chùm sâu đầu gối chân trái xuống vuông góc. Và nếu tốt, nhấc chân trước lên. Tập trung quan sát toàn bộ vùng bắp chân cơ đùi của mình. Nhớ hít thở sâu. 5 4 3 2 1 Hít, vươn hai tay lên cao, đứng thẳng người lên. Thở ra, tay chắp trước ngực, rút chân trái về và gập hông sâu xuống. Thả lỏng toàn bộ vùng lưng trên, chân và đùi của mình. Chuẩn bị thực hiện đổi bên. Hít, bụng lên thật chậm. Nhẹ nhàng vươn hai tay lên cao. Thở, tay chắp trước ngực, bước thật dài chân phải ra sau. Nhấc cao gót chân phải, thẳng đầu gối phải. Hít thật sâu, chùm sâu gối trái. Thở, tiếp tục chùm gối phải xuống vuông góc. Rồi nếu tốt, nhấc gót chân trước lên và giữ lại. Hít thở sâu, 5 4 3 2 1 Hít, vươn hai tay lên cao, đứng thẳng người lên. Thở ra, gập hông về phía trước, tay chạm sàn. Thẳng dần đầu gối chân trái. Nếu tốt, nâng mũi chân trái lên khỏi sàn và gập vai sâu xuống. Giữ lại. 5 4 3 2 1 Hạ mũi chân, chùm gối trái. Hít, vươn tay lên cao. Về lại chiếm bên một. Tay chắp trước ngực, thở ra, đồng thời chùm đầu gối. Tiếp tục giữ lại và quan sát cơ. Nằm, tập trung vào hơi thở. 4 Nếu tốt, nhấc gót chân trước. 3 2 1 Hít, đứng thẳng người, vươn hai tay lên cao. Thở ra, gập hông. Tay chạm sàn, kéo dài và ưỡn ngực thẳng lưng và nhấc mũi chân lên nếu tốt, thẳng dần đầu gối trái ra, tiếp tục quan sát cơ đùi sau. Hít thở sâu, 5 4 3 2 1 Nhấc vai, chùm đầu gối. Lần cuối cùng, hít, vươn tay lên cao, chiến binh một. Thở, tay trước ngực hoặc tay dang ngang, chùm đầu gối chân phải. Rồi giữ lại ở đây, nếu tốt, nhấc gót chân trước. 5 Hít thở sâu. 4 3 2 1 Hít, vươn tay lên cao, đứng thẳng người lên. Thở ra, gập hông sâu và nhấc mũi chân trước lên, giữ lại. 5 4 3 2 1
nhấc vai trường mũi, vươn tay lên, hít. Thở ra, tay trước ngực, trường mũi. Giữ lại. 5 4 3 2 1 Hít, vươn tay, đứng thẳng người lên. Thở, tay trước ngực và rút chân phải về. Đồng thời gập hông sau lưng về phía trước. Chậm rãi cuộn lưng rút bụng, ngồi mông xuống sàn, hai tay ôm vào đầu gối của mình. Thả lỏng toàn bộ cơ, bắp chân và đùi của mình ra. Nhẹ nhàng nâng vai lên, rồi chậm rãi nằm hẳn xuống sàn. Hai tay xuôi theo thân của mình. Chúng ta sẽ chuyển sang động tác cuối cùng trong bài tập hôm nay. Hai đầu gối co lại vuông góc, bàn chân mở rộng bằng vai. Chỉnh sao cho hai bàn chân song song với sàn. Bàn chân ở đâu thì đầu gối ở đó. Tay xuôi theo thân úp xuống sàn. Hít vào thật sâu. Thở ra xẹp bụng xuống. Hít sâu phình bụng lên. Thở ra xẹp bụng xuống. Hít sâu hơn phình bụng lên. Thở ra xẹp bụng xuống. Hít vào ấn mạnh bàn chân xuống sàn, nhấc cao hông lên. Tùy chắc hai vai xuống đẩy lồng ngực mạnh lên. Không tách đầu gối. Giữ chắc đầu gối của mình ở chính diện. Hai cái bắp chân song song với nhau. Rồi nếu tốt hơn tay đan vào nhau, khép chắc vai lại, bẫy lồng ngực mạnh lên. Rồi bắt đầu quan sát. Bước 1, chị nào chưa tốt có thể ngưng ở đây. Bước 2, nâng mũi chân lên khỏi sàn. Và bước 3, siết mạnh phần bắp chân trái, duỗi chân phải lên cao. Giữ lại ở đây và hít thở sâu. 5 4 3 2 1 Nhẹ nhàng hạ mũi chân xuống trước, úp tay và hạ mông xuống sàn. Hít vào thật sâu. Thở ra xẹp bụng xuống. Hít vào, nâng hông lên đổi bên. Đổi bên, nhấc gót lên nếu tốt, tay đan bẫy lồng ngực và duỗi chân trái lên cao. Giữ lại, có nhiều bước nhỏ mình làm phù hợp với cơ thể của mình. Nhớ khi nâng chân lên siết mạnh cơ lại. 4 3 2 1 Rồi nhẹ nhàng hạ mũi chân, úp tay và hạ mông xuống sàn. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở. Lần thứ 2, hít vào, nâng hông lên. Tay đan bẫy ngực. Bước 1, bước 2, nâng mũi chân. Và bước 3, nâng một chân lên. Giữ lại. 5 Tiếp tục hít thở, quan sát vùng bắp chân trái. 4 3 2 1 Rồi nhẹ nhàng hạ chân xuống, úp tay và hạ hông xuống. Tiếp tục đổi bên. Hít sâu. Thở. Hít, nhấc hông lên. Có 3 bước giữ theo sức của mình. Rồi khi lên thế rồi giữ lại, nhớ hít thở. 5 4 3 2 1 Hạ chân, úp tay và hạ hông xuống. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở chậm. Hít, nhấc hông lên. Lần cuối cùng lặp lại. Duỗi chân phải lên. Giữ lại. 5 4 3 2 1 Hạ chân,
út tay và hạ hồng, hít sâu. Lên, thở, nửa nhịp cuối. Giữ lại. 5 4 3 2 1 Hạ chân, úp tay, hạ hông, hít sâu. Thở ra, xẹp bụng lại. Hít sâu, phần bụng lên. Thở, xẹp bụng lại. Một lần nữa hít sâu. Thở ra. Hít sâu, hai tay vươn qua khỏi đầu. Rồi, hai bàn chân của mình tách rộng, bàn chân áp vào nhau, đầu gối tách rộng ra. Vươn dài cánh tay, hít vào thật sâu, duỗi mạnh mũi chân. Thở ra, thả lỏng. Rồi, hai tay xuôi theo thân của mình. Co hai bàn chân hướng lên trần nhà, tay nắm vào bàn chân. Siết mạnh phần của bụng giữ lại, ấn sao cho hai đầu gối càng gần xuống sàn càng tốt. Bàn chân hướng lên và đạp mạnh gót lên trần nhà. Thở sâu. 5 4 3 2 1 Rồi chậm rãi vươn hai chân lên cao, hít. Thở, hạ chân xuống, hai chân tách rộng ra. Tay vươn qua khỏi đầu, bàn tay ngửa. Hít vào thật sâu, kéo căng toàn bộ cơ thể, duỗi mũi chân và xòe bàn tay rộng tối đa. Thở ra, thả lỏng. Lần thứ hai, hít sâu hơn, duỗi căng toàn bộ cơ thể. Thở ra. Hai tay xuôi theo thân, co nhẹ đầu gối, nghiêng lắc gối sang trái, sang phải, trái, phải và chân duỗi dài ra sau. Hai chân tách rộng, tay xuôi theo thân, bàn tay ngửa. Nghiêng lắc toàn bộ cơ thể sang hai bên sao cho cơ thể của mình nằm thoải mái nhất. Thả lỏng toàn bộ suy nghĩ, tạp âm xung quanh ở bên ngoài. Dùng toàn bộ ý thức để quan sát và cảm nhận cơ thể, cảm nhận hơi thở của mình. Mời các bạn thư giãn. Rãi đưa ý thức quay trở về, rung lắc mạnh toàn bộ cơ thể của mình. Hai chân khép sát lại, tay đan vào nhau vươn qua khỏi đầu. Hít vào thật sâu, kéo căng toàn bộ cơ thể ra. Thở mạnh ra. Co đầu gối chân phải, nghiêng người sang bên trái và nâng người ngồi dậy. Ngồi vào tư thế thoải mái nhất. Giữ cho vùng lưng và cổ thẳng, thả lỏng vai, sau đó nhắm mắt lại. Ba hơi thở thật sâu để cân bằng lại toàn bộ cơ thể của mình. Hít vào thật sâu, phình bụng lên. Thở ra, xẹp bụng lại. Hít sâu. Thở ra.
hít sâu hơn, căng phình bụng lên. Thở ra thật chậm, nhẹ nhàng mở mắt, hai tay vươn lên thật cao, hít sâu. Chắp tay lại, hạ trước ngực, thở ra. Namaste. Và vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong bài tập yoga giảm cân ngày hôm nay. Và ngoài bài tập như thế này thì các bạn có thể kết hợp như việc đi bộ hoặc leo cầu thang, vân vân. Để có được một cái bắp chân thon và gọn thì hy vọng các bạn hãy cùng tập luyện với Linh mỗi ngày. Chúc các bạn có một buổi tập thật vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để cập nhật những bài tập mới nhất từ SLI Gym. Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài tập sau.